Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Con sạc không? Con sạc không? Cái không. Này thiết bị này có tải gì đâu? Cái này sạc. Xem rồi, à, không cài à? Thiết bị này tải vào mắt này. Tí nữa à, trên đây có sạc rồi. Không có. Sao mình cầm, lên luôn đi, đợi quẹt cái máy này mà. Tí nữa lên pin thì phải. Wi-Fi vào. Tí nữa nghỉ đấy, đang làm tại bốn mẹ lâu lâu. À, đây còn dây tai xi rồi. Trên đây nhớ có dây tai xi. Rồi. Cái dây được trò lá rồi đó. Ừ, để một cái dây ở đây đi cái mạnh này cho vào. Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Thank you.
Như vậy video mình kết thúc đây các bạn.